Rồi, ok, mình sẽ đi làm bài 1 này. Trong cái nhìn trong bức tranh này người ta bảo là look and circle the correct answer. Nhìn và khoanh vào đáp án đúng. Thì câu số 1 người ta cho ví dụ mẫu là Is dad taking a photo? Bố đang chụp ảnh phải không? Và đúng rồi, bố đang cầm máy ảnh đúng không? Và bố đang chụp ảnh cho các con. Vậy là yes, he is. Rồi, bây giờ mình có câu 2, câu 3, câu 4, câu 5, câu 6. Thì bây giờ bạn nào giơ tay trước thì làm cho cô từ câu 2 đến câu 4. Bạn nào còn lại thì làm cho câu 5, 6 nhá. Rồi, Hải Nam làm... Mới được giơ tay cho công bằng đi cô. Anh đi Sao? làm đi. Rồi cô, rồi ok, thế bây giờ Hải Nam làm trước nhé, rồi Diệu Hương làm phần Không, sau nhé. con nào chưa? Ok, thì cậu làm 2-4 đi. Rồi ok, thế thì Diệu Hương làm 2-4 nhé. Vâng, cô cho con làm. Câu 2 là Is the crocodile sleeping? Con trả lời là check Đọc cho cô rõ cái câu này ra. Is the crocodile sleeping? Is the crocodile sleeping? Crocodile. Crocodile. Is Rồi. the crocodile sleeping? Và đáp án là Yes, it. Okay, yes it is. Okay. Còn Number three. câu thứ ba là Is the crocodile swimming? Con trả lời là No, it isn't. Okay, no, it isn't. Và Very good. còn câu bốn là Are the boys looking at the birds? Chú ơi, hãy để câu đấy cho cô đi. Không. Câu trả lời là Yes, they Cậu are. làm hai Okay. câu và cậu làm ba câu ấy nhé. Yes, they are. Đúng rồi. Họ đang nhìn vào con vẹt đúng không? Con vẹt là gì nhỉ? Con vẹt là Con vẹt trong tiếng Anh là gì? Do you remember? Did you? con quên rồi. Hôm qua trong bài test mình có cái từ đấy. À không, hôm qua không phải trong bài test mà trong bài hát ấy. Mình có con đấy mà. Ai nhớ con đấy là con gì không? Không à? Thế là quên rồi. Cô tưởng là phải biết chứ. Đây, hôm qua cô có dịch qua ra rồi. Đây, từ này này. Paris. Con biết ạ. Con gì nhỉ? Con vẹt Đúng rồi, đây con vẹt mà cô vừa hỏi là con vẹt và con gì? Vậy là Paris. ạ. Rồi, Cho hôm ok, nay cô có Paris. cái từ về con vẹt này không? Cô cũng không nhớ nữa, hôm qua cô vừa thiết kế một trò chơi rồi. Lát nữa Hôm mọi người làm nhá. nay có game không? Hôm nay có game không? Có. Hôm nay có game nhá. Yeah, 2 ngày có game. À, hôm nay game chủ yếu là về cái thì mà cô đang dạy đây, cái câu hỏi mà kiểu to be và chủ ngữ rồi đến động từ bất vinh ấy, cô sẽ cho các bạn viết và chia các động từ nha. Cô không hỏi, hình như là cô không hỏi về từ vựng nhiều, tại vì hôm Cô qua cô có có câu hỏi, có câu hỏi why hoặc là câu hỏi yes no không? có Why là những cái câu hỏi là mà chữ chữ đầu tiên là chữ W và chữ H. Rồi, cô không bật mí nữa đâu. Lát nữa mình chơi nhé. Rồi, bây giờ Hải Nam làm cho cô câu 5, câu 6 nào. Con thưa cô là Are the boys looking at the crocodile? Cô để con thấy mẹ con gọi. Là gì nhỉ? Yes or no? Con thưa cô là No, they are. No, they aren't. Okay. Number six. Number 6 là Is the gun eating an ice Ice cream. cream? Là Yes, đúng rồi. Yes, it is. Rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái từ này không đọc là ice cream nhé. Nên là ice cream. Ice cream.
Đọc lại cho cô từ này nào. Từ kem ấy. Ice cream. Hải Nam ơi, đọc lại cho cô từ kem nào. Ice cream. Yeah, ice cream. Ice cream. Ừ, ai chứ mà có âm C ở phía cuối này này. Âm C mình... Con nhìn cái chữ này thì như là giống như cái giấc mơ đúng không cô? À, từ giấc mơ á. Giấc mơ là dreams. Con bảo là chữ E, chữ A, chữ M giống đúng không cô? À, ừ, mình thay bỏ chữ mình nhá, bỏ chữ ice này đi, thay chữ C này bằng chữ D là thành chữ dream. Nhưng mà đừng nhầm nhé. Nếu như mình đặt chữ ice đi thêm do phần là giấc mơ cá heo. Ờ đúng rồi, hôm trước mình học là Dolphin's Dream đúng không? Vâng. Rồi, cái này nhá, âm C và âm E này này, mình sẽ phát âm cuối nó ra là âm S. Các bạn nhá, ice cream. Ice cream. Ice. Yeah, ice cream. Bạn nào biết bài ice cream không? Ice cream. Là kem. Cô gái đang ăn quay kem không? Yeah. Rồi và cô ấy đang làm sao để phân biệt ra kem quê và kem ốc quế cô? À. Kem quê chúng ta đang học đâu? Đây là ice cream là mình nói chung ấy. Kem nói chung. Là các loại kem luôn của. Kem nước quê mà kem quê nói thế nào cô? Rồi, để cái đấy mình sẽ học sau nhá. Wow. Ice cream mình sẽ là nói chung về loại kem, còn cái đấy là khá là chi tiết. Sau này cô tìm hiểu về hai cái đấy rồi cô sẽ nói cho các bạn biết nhé. Cô chưa tìm hiểu được luôn của. Ờ đúng rồi, tại vì cô cũng chưa phân biệt được hai cái loại kem đấy. Tại cô vì... làm nhất rồi. Ờ ok. Rồi lúc nào cô sẽ tìm ra và cô sẽ thông báo các bạn sớm nhất. Cô cho con làm câu 1 mới cả. Cô cho con làm câu 2 mấy câu 3 đi. Câu 2 và câu 3 hả? Ai giơ tay trước rồi đấy là bà. Rồi ok. Thế thì Hải trước khi Diệu Hương làm cho cô câu 2, câu 3 thì Hải Nam đọc cho cô câu 1 nhé. Đọc cho cô câu 1 và làm cô câu 4. Con cho con là are you playing computer games? No, we aren't. Uh-huh. Are you playing computer games? No, we aren't. Con phía cuối cho cô nhé, âm chi nhé. Uh-huh. Rồi, thế Hải Nam làm luôn câu 4 thử xem nào. Thưa cô là are you thôi. You nhé, các bạn nhớ nhé. You không chỉ là bạn đâu. Không chỉ một người đâu. You còn có thể chỉ nhiều người nữa đấy. Are you reading comics? Đúng không? Lời đúng rồi ạ, đúng rồi ạ. Okay. Are you reading comics? Rồi, đúng rồi. Đáp án là yes, we are. Con được câu cái số 3 là... Con là... Không, tớ làm số 3 mà. Cái số 3 là... Con đang câu số 3 là... Ok, thôi, Hải Nam ơi. Cô cho con làm câu 1 và câu 4. Thì cho bạn làm câu 2, câu 3 nhá. Rồi mình có thể nào rồi thế thì bây giờ Hải Nam làm câu 4 ở đây thì phần dưới Hải Nam sẽ làm hơn bạn Diệu Hương một câu nhá. Rồi mình con trai mình ga lăng lên nào. Mình nhường bạn đi.
Ôi, cô cho con trả nhìn lời nhiều hơn bạn. Phần dưới cô sẽ cho làm nhiều nhé. Are you? Mình cho xem là mình làm giống bạn không thôi. Are listening. Listening to music. Như cái cô như con nghe cái từ listening quen thật đấy. Từ listening là cái hoạt động mình ngày nào cũng có mà. Yeah. Music. Không. Okay. Are you listening to music? Okay. Rồi câu số 2 nào Diệu Hương nào? Câu số 2 là are you watching TV? Yeah, are you watching? Yeah, I am. TV. Okay. Are you watching TV? Rồi mình sẽ đi xuống phần dưới nào. Đến con phóng hơn lại một câu. Ở đây là phần lesson 3. Cô đang qua thực hành mà cô. Đang qua thực hành rồi. Rồi. Đây là phần mà mình sẽ hỏi về đặc điểm mà sử dụng cái hình ảnh này này. Ví dụ như là is Annie wearing a hat? Thì mình nhìn thấy cái mũ ở đây đúng không? Thế thì bây giờ mình phải sử dụng các từ ở trong ngoặc này này, trong hộp này, trong cái bảng đấy và mình sẽ tạo thành một câu hỏi và rồi mình sẽ trả lời theo bức tranh mà mình nhìn thấy. Cô không có thực hành mà cô. Bây giờ cô sẽ làm của bạn Châu nhé. Cô làm một câu của bạn Châu xong rồi thì à không, bây giờ ở trên thì bạn Dữ Hương trả lời hai câu rồi và nhiều hơn rồi đúng không? Thế bây giờ cô sẽ cho Hải Nam làm từ câu 2 đến câu 4 và Dữ Hương là câu 5, câu 6 nha. Dạ. À, okay. Thôi thôi. Con 2, 3 đi. Bạn ấy có mặt lượng. Bạn ấy còn hơn con một câu à. Không chơi đâu. Không, bây giờ nha cô. Cô sẽ làm của bạn Joe. Còn con sẽ làm của bạn Liz và bạn Annie. Còn bạn Hải Nam sẽ làm bạn Du và bạn Liz. Thôi đúng rồi, bây giờ cậu từ câu 1 cho đến câu 5 nha. Từ câu 2 cho đến câu 6. Tớ sẽ làm câu 3 cho đến câu 2. Và cậu sẽ làm câu 4 đến câu 6. Câu 5 cũng là tớ. Lúc ấy cậu cũng hơn tớ một câu rồi. Không đâu. Không. Bây giờ tớ sẽ làm là 2, 3, 4. Cậu sẽ làm 5, 6. Chơi ăn sang. Được rồi, thì cô làm ấy đi. Ơ, cô đánh gì đấy cô? Cô đang đánh từ mới. Đây nhá, các bạn vừa hỏi cô về kem ốc quế và kem gì, kem que đúng không? Vâng. Đấy. Ice cream cone kem. Là một cái hình gọi là hình để cái đáy, cái đế của cái kem ốc quế đấy, biết không? Đấy là ice cream cone. Quế mà. Kem ốc quế đi, con có hỏi là đế của kem ốc quế đâu? Ừ thì đây, kem ốc quế là ice cream cone. Thì cô đang bảo cái cone. Là đế của kem ốc quế. Cái cone, cô đang bảo cái cone. Là cái vỏ ngoài kem ốc quế đấy. Đúng không? Thế con popsicle. Khóc ơi, đây. Cô đừng cho nghe nữa, tốn thời gian lắm. Cô có nhìn thấy hình ảnh này được rồi cô. Ui, kem ngon quá. Cái này lúc nào mà bố tớ mà chẳng mua. Ủa mấy ngày là gì? Sao nói ice pop hoặc là popsicle đều là kem ấy nhá. Kem ốc quế. Kem ốc quế. Yeah. Rồi, để mình xem là người ta đọc như thế nào nhé. Popsicle. Cô nghe thấy. À rồi để cô share sao nhé. Cô phóng thật to quá. Cô phóng to ơi là to đi cô. Popsicle. Popsicle. Yeah, popsicle. 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 Rồi lát nữa mình sẽ, cô sẽ gửi cho các bạn hai từ này nhé. Hoặc là ice pop. Vâng. Đều là kem. Ốc quế nha.
Rồi tiếp theo nào, mình làm tiếp nào, làm nhanh hết bài này để mình chơi trò chơi nhé. Yeah. Ok. Rồi thế thì cô làm câu 2, Dữ Hương làm câu 3, câu 5 và Hải Nam. Lúc nãy bạn Dữ Hương hơn con một câu. Ok ok, rồi cô nói rồi thì Hải Nam sẽ làm cho cô 3 câu và Dữ Hương làm 2 câu bên này nhá. Cho công bằng nhá. Cái kia là cô hỏi con đúng không cô? À không, cái này con phải điền hết cả câu hỏi là cô trả lời luôn. Tiên ơi. Ok. Is gì nhỉ? À hiểu ơi, cô phóng lên con. Phóng to à? Vâng. Cô phóng to đúng không? Hay là lùi lên trên? Con bảo cô dịch lên trên được con. Rồi đây. Trời ơi. Nào, tiếp nào. Is cho. Không phải. Is cho. Động từ là gì? Mình nhìn xem là eating. No. Ở đây là cái gì nhỉ? Hải Nam nhỉ? Đây là một cái máy ảnh mà. Vậy thì mình phải áp dụng cái cụm từ nào mà trên này có cái hoạt động là chụp ảnh đúng không? Vậy mình nhìn trên bảng của cô này có dâu đâu chụp ảnh, dâu đâu ăn mà có hoa sông glit mà. Ở dưới này cũng có Joe's này. Mình nhìn nhá. Ở đây mình thấy cái mũ đúng không? Người ta hỏi là is any wearing a hat? Có phải là any đâu có mũ nào không? Ở đây chỉ có một Joe thôi. Ở đây có một Joe nhưng mà mình có câu 2 đều là Joe này và câu 4 đều là Joe's. Tức là bạn Joe này, bạn ấy vừa chụp ảnh và bạn Joe này có chụp ảnh không? Đây là cái hình ảnh mà người ta cho mà. Không, cái này là mình sẽ phải trả lời yes no dựa vào hoạt động mà người ta cho trong cái hình này này. Ở đây là máy ảnh đúng không? Vâng. Thì đây là this is a camera. À, so, phải theo cái hình ảnh mà người ta cho nhỉ? Đúng rồi. Đấy, nào, yes no. Cô tìm cái câu bên trên này. Câu nào phù hợp với cô? Is you taking a photo? Yeah. No. Rồi, đúng rồi. No, she isn't. No. She isn't. Còn English. Đấy. Rồi. Câu này đúng rồi. Đây không? Hải Nam sẽ làm câu 4 và câu 6 nhé. Ờ không đâu cô, con là 2 3 4. Rồi ok, như nào cũng được mà. Tôi không thấy cái bên trên. Rồi. Không, cái này thì thực ra là mình không cần nhìn ảnh ở trên vội. Mình sẽ đặt cho cô câu hỏi dựa trên cái hình ảnh mà người ta cho đây này. Wow. Cái này là gì? Notebook đúng không? Vậy là write in a notebook. Mình sẽ chọn cụm từ này. Is writing in a list. Is list writing in a book. In yes. A notebook. Yes. Right? Yes. Yes, she is. Okay, yes, she also, is. Is Joe eating a sandwich? Yes, she is. Okay, is Joe eating a sandwich. Bắt đầu cô tưởng là người ta Joe này là người ta ấn nhầm thành any rồi. Và là yes. Làm cho cô với từ she nhé. She mạnh lên nhé. Yes, she Yeah, yes, cô, she. Cô đã nói gì? Cô đã xem mà xe ấy của cái bài list thế. À, Hải Nam làm 2, 3, 4. Còn con làm câu 5, câu 6 nha. Rồi. Rồi bạn lỡ là làm mất rồi thì con làm câu của bạn Annie đi. Wow. Để con ghi đã. Đường này 5, 6 có khác gì 3, 5 đâu. Phân tích là 3, 5 thì sao? Ok. Cô 5 mới là gì nhỉ? Mới cả đã phân rồi nha. Rồi cô năm is có nhắc rồi cả đáp án nhắc Annie
Write in a notebook. À, writing. Mình có động từ thêm verb in đúng không? In a notebook. Yeah. And để con ghi cho cô. Is Annie writing in a notebook? Và yes or no? No. Nếu còn thời gian, cô cho con học Easy Class trên máy cô nhé. Ok. Rồi Diệu Hương ơi, xong chưa Diệu Hương? Không chưa Easy Class đâu, tại trên máy cô nhé, phát ở mãi, nó vẫn không nghe thấy cô ạ. Thế à? Chơi thử. Thế cô chơi chơi chơi, thế cô làm bài tập. Làm bài tập được không? Nhưng mà bài tập là phần đọc thì bỏ qua. Ok, Diệu Hương ơi, làm cho cô công văn đi nào. Được. Vâng. Vâng, chờ con tí. Nhìn vào bức tranh xong rồi đoán cho cô yes or no đi. Xong rồi Diệu Hương sẽ hoàn thành sau nhá. Vâng. Yes or no? Dạ, là... No, she isn't. Yeah, no, she isn't. Rồi, tiếp theo nào, câu số 6 cho cô nào. Wow. Lần này cô trả lời nhanh, con thử trò chơi. Vâng, chờ con thì con ghi ai đi. Cậu lại hoàn thành bài á? À? Cô ở tí nữa hoàn thành bài sau mà. Cô bạn Hương vẫn đang hoàn thành bài tập thế mà chưa trả lời câu 6. Thôi con trả lời lỗi câu 6. Is Liz. Rồi ok nào để cô viết nha. Is Liz wearing a hat? A hat. Okay. Is Liz wearing a hat? Now Liz có đội mũ không? No, she isn't. Okay, no, she isn't. Yes. Cô có chưa bài mình đã xong chưa cô? Đây còn phần bài 2 nữa này. Cô. Bài 2 này. Bước xuống đi cô. À, bài 2 này là cái bài mà mình... Quay cô thử vuốt xuống. Cô chỉ lại chỉ điền từ bọn viết từ sách ra quá dễ. Ừ đúng rồi, hôm qua mình... Không, cái này là dựa vào bài hát đấy. Mình dựa vào bài hát nhưng mà cái này vẫn trả lời được vì... Chỉ cần nhìn bài hát là biết luôn xem mấy con này có làm... Một là mình nhìn bài hát. Hai là mình nhìn vào các bức tranh này, con khỉ có phải là đang ăn không? Thì no, they aren't. Are the monkeys eating? No, they aren't. Đúng không? Chúng không ăn, đúng không? Chúng đang leo trèo. They are clapping. Đúng không? Rồi, con ngựa này. Are the zebras running? Sao nhỉ? Hải Nam hỏi cô gì? Clapping. Hôm qua con đọc là climbing ấy, nhưng mà đây là climbing. Climbing. Đúng không? Hôm qua mình có từ đấy đây này. Đâu rồi? Con tưởng đây. Con climbing là cái gì chưa? Climbing. Đâu nhỉ?
À, climbing. Từ này đọc là climbing. Climbing. Cái âm bờ này này là âm câm. Mình sẽ không đọc âm bờ. Nhá. Chữ bờ này sẽ mất đi. Mình sẽ đọc là climbing. Climbing. Nào tiếp tục nào, mình sẽ làm chữa nốt bài ở phía dưới này để mình sẽ đến với phần trò chơi nhé. Rồi tiếp theo câu số 1 là Are the monkeys eating? Cô có tưởng cô là giao yêu listen. Con phải làm 3 câu. Rồi. Thôi cô gửi hộ con trò chơi đi. Cô đọc nha. Rồi cô giữ nó bài này thì mình chơi nhé. Vâng, cô ơi, để con đọc câu thứ hai là Are the zebras running? Con điền là yes, they are. Ok, yes. Số 3, con điền là Are the tigers playing? Con thưa cô, con điền là no, they are. Biết ngay mà. Nó đang đi. Yeah. Nó đang walking quá. No, they are. No, yeah. Con mấy con mày đang walking, còn con chỉ đang đi. Để tôi nói, con câu 4 là on the terrace. Nữa? Cho cô. Không. Con câu 4 là on the terrace taking. Con thưa cô, con điểm. No. They are. No or yes? Cái từ này mình đọc là talking. Talking. Không phải take đi nhé. Talking là nói chuyện đúng không? Are the parrots talking? Ừ, yes. Mình nhìn thấy là con vẹt này nó có, yes, đang nói chuyện đúng không? Đúng là, chúng nó, ơi, nó đang hello. Đây, chúng nó đang hello này. Chúng nó vừa bay này. Chúng nó vừa chào trò chuyện với nhau này. Hello. Đây. Nếu không có chữ hello này. Con nhìn nhầm. Đang câu 4, con nhìn nó xuống câu 5. Ok, vậy đây là yes, they are. Rồi câu tiếp theo Hải Nam nào. Ôi dồi ôi, anh Hương trả lời 3 câu, con trả lời 1 câu đi hả? À, 2 câu. Con trả lời 2 câu. Rồi nhá, mình nhanh, để mình muốn chơi nhanh thì mình phải hoàn thành nhanh nhá. Vâng. Câu đang là no, they aren't. No, they aren't. Are the penguins walking? Đọc cho cô một câu hỏi luôn nhé. Câu 6 là Are the parrots flying? Là yes. They are. Yeah, yes, they are. Cô gửi cho chơi cô. Ok. Chơi đi cô. Con đang đợi cô trong trò chơi. Con rất là mong chờ cô ạ. Rất là mong chờ luôn. Nhưng chẳng biết mình làm được không ấy, Diệu Hương ạ. Tớ cũng không biết là được rồi. Làm được mấy điểm. Không khó đến như thế đâu. Thà này con chỉ được tầm là sai gần 5 câu thì phải. Sai gần 5 câu, đúng 5 câu. Hôm nay có 13 câu. Thôi cô gửi rồi, có nhìn thấy không? Như tên Linh nó dày ấy. Tên Linh là gì? Dày. Đúng rồi, kệ nó. Để con vào. Chơi cái này chơi riêng nhé. Mình sẽ không đấu với nhau đâu. Cô sợ là nếu mà đấu với nhau thì Hải Nam lại phải đăng nhập vào Google ấy. Thế là bạn lại không vào được. Đâu có, con mở được rồi. Rồi, thế thì lần sau để cô sẽ dùng cái link ấy nhá. Thách thức bạn bè đi. Các bạn vào được link không? Có ạ, nhưng mà con bấm vào thách thức bạn bè rồi. Yes. Thôi, thế là mình nên bấm vào start ấy. Thách thức bạn bè thì chắc không cần đâu. Tại vì mình không gửi đến cho nhau đâu. Dương vào đi, thách thức bạn bè đi. Cào thử. Thách thức bạn bè này.
Dù Hương vào đi. Hương ơi, sao cậu mãi không vào? Rồi mình bắt đầu làm nhé. Bạn nào vào được rồi thì làm đi, bấm vào start nhé. Xong để thôi bắt đầu làm nhé. Cô cho khoảng tầm khoảng 5 đến 6 phút để làm cái game này nha. 30 phút. 5 đến ôi 6 phút rồi. Ôi con ạ. Ôi. Con vừa vào rồi bây giờ lại phải mở lại. Thật đấy. Vào lại link cũ đi, vào lại link cũ nhá. Con vào được, con vẫn vào được. Các bạn ơi, nhanh lên nhá, mình sẽ làm bài này trong khoảng 5 đến 6 phút nha. Ai xong rồi mình sẽ dừng lại để chữa bài nha. Cốc, cốc. Cô sẽ không share màn hình nữa. Làm xong rồi cũng thông báo cho cô kết quả nha. Cái gì của con? Đây rồi, đâu? Okay, I will give you 5 minutes to finish, to play the game. And then we will check the final answer, okay? I will stop sharing the screen and I will do a test with you. Bạn chỉ viết tích được không? Sao? Người ta bắt buộc là phải viết lại câu. Câu qua. À, tức là mình chỉ cần điền cái động từ của nó thôi, ví dụ như là he's, xong rồi hoặc là lam hay là gân hay gì đấy, sau đó có động từ đúng không thì mình phải chia cái thì như thế nào, ví dụ anh ấy đang chơi bóng thì sao, he is playing football thì người ta có he và động từ trong hoặc là play thì mình phải chia theo là is playing, nhớ có cái động từ to be và động từ và động từ thường thêm in nhé. Dạ đúng rồi, may là đúng. May là con dùng vào mối loại trừ. Mở nhân 2 điểm lên. Mày nhân đôi điểm thôi. Một bảo bối nữa. Ô, cái này có mấy lần người ta cho bảo bối ấy cô? Cô không biết, chắc là tùy các bạn thôi. Các bạn làm được bao nhiêu câu đúng chắc người ta sẽ cho nhiều hơn. Cô cho chơi của. Cô hay cô cho con ba câu kia. Cô cho đúng không? Cô mấy câu kia con đọc lại. Quên chữ is. Nha. Sao nhỉ? Mình sai một câu. Các bạn tí nữa có ba câu đầu tiên thì là con về đấy là con quên rất ít. Ừ, ok. Lát nữa mình check nhá. Bây giờ mình tập trung làm bài của mình nhá. Làm nhanh cho cô trong 5 phút nhá. Mở cái thật lâu rồi.
nhân đôi này. Tôi dùng bảo tôi dỗ cậu rồi. Con nỡ quay chơi lại rồi. Thôi cái câu tí nữa. Tí con nói với cô luôn. Xong rồi à Hải Nam? Con chưa, nhưng con có một câu nữa, tự nhiên con nỡ tay con ấn vào dấu x luôn. Ok. Thực ra ấy, bạn nào tinh ý thì sẽ phát hiện ra trong bài này có một cái lỗi mà mình làm đúng rồi nhưng mà người ta sẽ cho mình sai. Hôm qua cô quên check lại game ấy, thế nên là có một cái lỗi trong một câu. Con vừa nhá. Con chỉ viết cái từ đấy mà không viết y là sai luôn. Thật đấy. Ừ, okay. Nếu mà mình viết chính tả là mình phải viết đúng từng chữ một luôn. Con nên là thật luôn đấy. Con đang viết thế mà cũng không vừa lòng. Đúng rồi, cái trò chơi mình phải yêu cầu tính chính xác cao. Cô chơi lại nhá. Đấy. Con đang muốn xem, con đang muốn xem cái câu cuối cùng là câu gì. Câu cuối cùng là câu gì khó không nữa. Siêu quân chơi lòng phục. Ôi giời ơi, ngủ gì mà nhiều thế. Ôi người đàn ông đang ngủ thiếp đi. Trong tấm vé 50 triệu. Ôi giời, lắm. Ta không dùng bảo mới luôn. Hắn là lên top để đánh. Okay, everyone, have you finished the game? Thôi, con cho con đúng nhá. Để đấy con viết đúng từ rồi nhưng mà người ta nó sai. Con cứ chữ eat quá mất thôi. Ok, các bạn làm xong chưa nhỉ? Con làm xong chưa? Enter. Anh già này, con xin lỗi rồi. Diệu Hương làm xong chưa? Diệu Hương ơi, Diệu Hương làm xong game chưa? Đúng rồi. Thế thì là con đúng.
Dạ chưa. Okay. Be quickly. Quickly. Quick, everyone. We have to learn new lesson today. How many correct answers have you? Okay, how many correct answers have you got? Có nhiều câu đúng nhỉ? Mọi người thông báo kết quả cho cô đi nào. Con chưa chơi xong, người ta cho chơi lại cái gì của Phượng Hoàng cô ạ. Cái con Phượng Hoàng xong người ta cho chơi lại bao nhiêu lần? Xem có bạn nào phát hiện ra một câu mà cô... À, có ai? Cái từ của cái câu cuối cho đúng rồi. Thế mà người... Thế mà con viết y rồi. Thế mà người ta lại chua sai. Có sai một câu và đúng người hai câu. Ok. Nếu bạn nào sai một câu ấy, mà cái câu ấy trùng với câu sai mà cô đang cho vào bài ấy, thì bạn ấy làm đúng hết rồi. Chỉ có là cái câu sai đấy. Cái đấy còn giống với cô không? Con kỳ thật đấy. Con viết is locking đầy đủ đúng hết chữ. Nhưng con lại viết thêm chữ is là sai luôn. Còn đáp án của mình sẽ không phải là is climbing. Đáp án của mình sẽ là are climbing. Không phải, mà chỉ là slocky thôi cô ạ. Con viết is slocky. Snorkeling. Snorkeling, còn mấy cái kia đúng hết sạch rồi. À, thế là Hải Nam sai ở câu snorkeling thôi đúng không? Vâng, bởi vì nhá, người ta không cần viết thêm chữ is, nhưng còn lại viết chữ is. Còn cái từ kia con viết đúng rồi. Rồi, nếu mà câu mà Hải Nam mà làm đúng hết mà sai mỗi câu snorkeling thì Hải Nam vẫn còn sai thêm một câu nữa đấy. Nhưng mà trong bài này, nếu mà Hải Nam viết theo cái đáp án mà người ta cho ôi, sau ấy, thì cái đáp án này... mấy cái kia con đều đúng hết mà cô. Rồi, mấy cái kia đều đúng hết, chắc là có một câu là bị sai đấy. Cô, để con xem lại, bao nhiêu câu còn giữ cái chỗ con cho. Con được 13 câu đúng, không câu sai cô. Really? Do you... Did you...
did you play the second time? Ở bên dưới. Các bạn chơi thêm lần thứ hai rồi đúng không? Cô người ta nhân đôi. Cô người ta nhân đôi cái điểm sai lên của. Người ta nhân đôi cô. Con vừa chỉ sai một câu thì mà người ta cho luôn hai câu sai. Rồi. Cô không biết nha, nhưng mà đây này, cái câu này này. Câu này này, các bạn ơi, nếu mà các bạn bảo là các bạn đúng hết 100%, không sai câu nào, hoặc là bạn làm đúng câu này ấy, thì cô nghĩ rằng là đáp án đúng của bạn là sai rồi. Đáp án chính xác của mình phải là are climbing. Tại sao là is nhỉ? Câu này sai đấy. Those people. Con ấn là ai da, con sai rồi. Those people là số nhiều mà, đúng không? Những người này, mà hôm trước cô dạy là people là danh từ số nhiều của người, còn cô danh từ số ít của người là person. Cái xanh gì kia cô, cái xanh là cái gì ấy cô? Cái xanh là cái gì? Cái xanh là correct answer, là đáp án đúng. Nhưng mà thực sự câu này là cô cho đáp án sai rồi, không phải câu này đáp án đúng đâu. Đáp án đúng của mình phải là are climbing. Bạn nào mà đúng hết 13 câu là sai, mất một câu đấy nhá. Không hẳn là đúng hết 13 câu đâu. Tức người ta thế nhở? Trời ơi, sao cô cho cái đề rồi chi thế rồi? Dù đấy, thế là đánh lừa các bạn rồi. Cô lừa được các bạn rồi. Rồi, those people nha. Those people là số nhiều nha. Trời lạ, nó được cay. Ok. Tiếp theo nào. Câu này. Phong, Vi và Andrew thì là ba người đúng không? Là số nhiều. Vậy số nhiều thì mình sẽ loại bỏ những cái đáp án mà dùng số ít, trợ từ số ít này. Ví dụ hasn't, loại luôn này. Don't thì không. Đấy, loại hasn't rồi nhá. Còn đây là đang verb in mà don't làm gì đi với verb in đâu. Don't, sao don't phải là verb cụ thể đúng không? Sau haven't thì phải là... Cô trở lại một câu rồi. Sao nó cay? Phải là verb phân từ hai cơ. Vậy đáp án đúng của mình ở trong này này là aren't writing. Mình cứ học theo cái mà hôm qua mình được học ấy, cấu trúc to be verbing ấy là đúng nha. Rồi, các câu này dễ rồi. Chơi cái mà người ta vừa đánh lừa con xong. À, con chưa kịp ấn đúng mà người ta đã đâu rồi. Cô nghĩ rằng là chắc chắn là có thể là con bấm sai một số từ ở trong đấy ấy. Có thể là một số từ nào đó. Con chưa biết hết nào. Rồi ok. Câu này là that girl is crying loudly in the party now. Ở đây mình có cái dấu hiệu nhận biết là từ now, tức là bây giờ. Now là bây giờ. Vậy là cô bảo là cái động, cái cấu trúc là to be cộng với verb in ấy là diễn tả cái hoạt động mà nó đang xảy ra đúng không? Vậy cô gái đó đang khóc rất là to ở trong bữa tiệc bây giờ. Đấy, thế thì nếu mà cô thay bằng that girl thành là that girls thì mình ở đây động từ to be của mình sẽ là phải là gì nhỉ? Are, đúng rồi, are crying. Tiếp theo nào. Thêm in vào động từ take. Có bạn nào bị nhầm không? Cô có top 1 ở cái trò chơi này rồi. Ok. Cũng có một được. Cũng có thành đồng những người con top 1 rồi. Hay là một cái con top 1. Rồi, tại sao mình lại là taking mà không phải là để nguyên dạng là taking như thế này nhỉ? Vì đuôi in thì mình phải bớt e đi rồi mới cho in được cô ạ. Yes, đúng rồi. Hôm mình học rồi đúng không? Vậy với mà taking không dùng mấy không phải là bớt em mà lại còn tăng thêm ca là cũng sai. Là sai nha. Rồi ok. Có bạn nào có bạn nào đủ, phải... có đủ không có e nhưng mà lại có chữ l. Ừ. Đây là talking, đây là trò chuyện đúng không? Bạn nào hoa mắt một tí thôi là sẽ khoanh nhầm đáp án này luôn. Thế là lại sai luôn. Hai cái đáp án này cực kỳ giống nhau. 99% của. À không. Có nghĩa là chỉ 90 thôi, chữ L rất rõ ràng, talking đây mà.
I'm taking. Chỉ có okay. Cái bạn nào mà hoa mắt buồn ngủ thì mới đoán sai ở câu này thôi. Yes. Rất may là chúc mừng các bạn là không bị hoa mắt trong câu đấy. Tiếp theo nào, is she singing? Con đúng rồi. Okay, this is an easy questions, right? Rất là dễ đúng không? Bây giờ làm sao mà they được? Có một cô gái mà they, hoặc là yes she sing, làm gì có cái cấu trúc này đâu. Hoặc là yes I am, đang hỏi she yes, thành I am là sao? Là nói về mình rồi, người ta đang hỏi là cô ấy. Yeah, đúng rồi, mình đang hỏi là cô ấy. Tiếp theo nào, câu số 5. The birds. Rồi bạn nào khoanh nhầm câu này không? Trong lần đầu tiên có bạn nào làm nhầm câu này không? Con không ạ. Dạ con tất nhiên là không rồi. Ok. Now tại vì con chỉ có mấy cái bạn nào hoa mắt mới nhìn nhầm thôi. Vì con nhìn bird có âm sờ. Yes, bird có âm s phía sau đúng không? Lại là số nhiều. Rồi, are singing là đáp án đúng. Tiếp theo, chia động từ ở thì hiện tại tiếp diễn. À, cái mình đang học ấy, gọi là thì hiện tại tiếp diễn. Ôi cô, có định con vì pha này cũng phải trả thù cái pha thua lúc vậy. Sao nhỉ? Hải Nam bảo gì? Dạ, dạ, ôi con chơi lốt. Ok, nếu mà các bạn viết chỉ thiếu một chữ cái trong này thôi là người ta cũng sẽ cho các bạn sai. Và các bạn, ô sao sai nhở? Nhưng mà rồi các bạn sẽ nhìn thấy thôi. Lúc mà các bạn lướt xuống đáp án cuối cùng, các bạn sẽ thấy là à, hóa ra là mình viết thiếu chữ này. Chứ các bạn viết đúng làm sao mà người ta cho sai được. Vậy là Nam is reading a book now, đúng không? Nam đang đọc quyển sách bây giờ. Thế theo câu này này, câu này có bạn nào làm sai không? Trong lần đầu tiên? Không mà. Uh-huh. Vậy thì tốt. Rồi. Tại vì như âm hi, từ hi có nhì, có âm sờ thì phải chọn o. Có câu con viết là tại nó bức tranh con biết là cô ấy. Cô ấy viết là a, xong người ta cho chữa lại, con chọn a thì mà người ta cho sai. Really? Sleeping. Mình phải chắc chắn với đáp án của mình ấy. Tại vì he là gì? Đại từ số gì? Số ít hay số nhiều nhỉ? Đây số nhiều. Really? He có phải là số nhiều không? He là số ít. Yeah, anh ấy là số ít đúng không? Cô nghe nhầm. Anh ấy là số ít đúng không? He là số ít. He, she, it. Vậy mình phải dùng với động từ to be là is. Rồi thế thì mình chỉ cần nhìn là is thì làm sao mà em are, we, you, are, they là số nhiều. We, you, they đúng không? Là mình là are. Rồi, ok. Rồi câu này thì chắc là dễ rồi. Tiếp theo nào, câu số 8. Are they playing basketball? Rồi có bạn nào nhìn thấy play basketball xong rồi khoanh yes không? Cái đấy con không sai ạ. Con không sai luôn. Đây là no hết. Ok, no they aren't. Basketball là bóng rổ. Còn đây là người ta đang đá bóng là football. Yeah, they are playing football. Not basketball. Ok. Câu số 9 nào. Con đúng này, con chọn là are playing. Rồi, are playing football at the moment. Cái từ tại at the moment. Ừ, và có từ giây nhé. Câu số nhiều. Rồi. Nhé, bây giờ nhé. At the moment, cô chỉ cho là đây này, cái cụm từ này này. At the moment cũng là một cái cụm từ để chỉ dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn trong câu. Đấy, nếu mà các bạn thấy từ at the moment trong một câu ấy, thì các bạn xác định là cái câu ấy đang ở trong thì hiện tại tiếp diễn. Và nó cái từ at the moment có nghĩa là hiện tại, bây giờ. Moment là khoảnh khắc mà, trong cái khoảnh khắc bây giờ. Thế là mình dịch luôn là hiện tại hoặc là bây giờ thì họ đang chơi bóng đá. Ok. Ôi, bây giờ con sắp phải câu. Rồi tiếp theo câu số 10 này. What are you doing now?
và đang hỏi mình đúng không? Vậy là I am playing football. Ok. Câu này chắc là các bạn làm đúng rồi đúng không? Chỉ có cái câu mà đây, tiếp tục này. That và đây này, ở trong này cô có not watch. Có bạn nào lại khoanh vào watching không? Not watch his car today. Dad isn't washing his car today. Tức là bố không rửa xe của ông ấy hôm nay đúng không? Not watch. Các bạn nhìn luôn nhá, để ý từ not cho cô. Thì tức là nó sẽ chia dạng phủ định. Là bố sẽ không rửa xe của ông ấy trong ngày hôm nay. Thế câu cuối cùng này. Câu này bạn nào biết sao chính tả không? Đúng thật luôn. Con biết A thế mà người ta cho sai buồn thật đấy. Snuggling đúng không? Từ này... Không, people này không sai. Ok, people á. Cái câu đầu ấy cô có sai ở ngay cái đấy. Con mở là A thế mà người ta bắt nhìn. Rồi, cái câu đấy đúng phải là are đúng không? Mọi người mà those people, people là số nhiều của Persian. Là chỉ người. Mà people số nhiều thì mình phải dùng are. Rồi, ok. Và đáp án câu này snuggling. Ok, this is our game today. Đây là game của chúng ta ngày hôm nay. Bạn nào làm đúng 92% là chúc mừng bạn ấy là làm đúng 100%. Còn bạn nào mà làm đúng 100% xin chia buồn, bạn ấy chỉ làm đúng 92% thôi. Tại vì có một câu là mình bị lừa đúng không? Rồi, ok. Cuối cùng con chơi lại. Con bị lừa ở ngay một câu, chính là chữ y. Người ta bắt buộc cái people kia là chữ y, nhưng con biết là a, nhưng cuối cùng phát sai. Ok. Rồi lần cô thấy rằng là nếu mà mình chơi một lần ấy thì mình cứ nói kết quả cho cô đi, không sao đâu. Xong rồi thì mình cùng chữa. Để xem là mình thực ra là mình được bao nhiêu điểm. Xong rồi sau đó mình chữa thì mình sẽ biết được là mình sai ở đâu. Còn các bạn làm hai lần á, sẽ mất thời gian lắm đấy. Làm hai lần á, cô lại phải đợi các bạn làm lần hai. Đúng không? Xong rồi mình lại phải thêm một thời gian chữa bài nữa. Như nhau thôi. Rồi ok, hôm nay mình sẽ học bài mới nha. Bài mới này hôm nay mình có một số từ rất là hay. Nào các bạn mở sách ra. Open your classbook. Page 39. Trang 39, sách giáo khoa, lesson 4, phonics. Và mình sẽ học phát âm nha, mình sẽ nghe phần 1, listen, point and repeat. Là mình nghe và chỉ và đọc, lặp lại theo nha. Rồi mình nghe nhá. Các bạn mở sách ra đi. Cô ơi, cho con đọc chưa? Ok. Con thưa cô cho con đọc bài. Frog, horse, prawn, stool. Okay, very good. Now listen to the recording. Listen to the recording. 47. Listen and point. Fork. Horse. Corn. Straw. Paw. Yawn. Listen and repeat. Fork. Horse. Corn. Straw. Paw. Yawn. Ok. Rồi mình vừa nghe người ta đọc mẫu cho mình rồi đúng không? Rồi Diệu Hương cũng đọc cho cô nghe rồi. Cái từ store. Đọc đừng cong lưỡi quá. Vừa thôi nhá. Store. Và các từ này thì bạn đọc đúng rồi. Có âm cuối cô có nghe được. Và bây giờ mình thử nghe Hải Nam đọc nhá. Con là fork, horse, corn,
cho okay. Thì gì đó con quên. And yawn. John. Okay. Đọc cho cô cái từ horse có âm s rõ rồi mà cô. Ừ, đọc rõ cho cô nhé. Rõ thêm một tí nữa. Horse. Yeah, horse. Horse. Nhỏ. Okay. Và từ này là con. Có âm cuối n ấy. N mình không nói con n mà mình đọc là con. Con. Nhưng mà mình không bật ra âm n mình con. Con. Okay. Con. Rồi, Hải Nam có biết nghĩa của từ fork là gì không? Ôi, fork là cái dĩa, horse là con ngựa, corn là con là cái bắp ngô, còn straw là đống hút. Còn bò là cái ống hút này này. Còn bò là cái gì nhỉ? Là cái gì nhỉ? Cái bàn tay. Tức là cái tay, cái chân, cái chân. Là cái của cái loại động vật. Con tay. Đấy, và yawn. Yawn là ngáp ngủ. Yawn là ngáp đúng không? Ok. Chính xác rồi đấy. Tiếp theo nào, mình sẽ nghe và bài hát này nhé. Look, aunt. Look at the dog. It's drinking with a straw. It's holding the straw with its two front paws. Look at the horse. It's holding a fork. It's eating corn with the farmer's fork. With its chant. Look at the dog. It's drinking with a straw. It's holding the straw with its two front paws. Look at the horse. It's holding a fork. It's eating corn with the farmer's fork. Ok, đấy là mình vừa nghe người ta đọc mẫu rồi đúng không? Rồi mình sẽ đọc, cô sẽ đọc một lần nữa, sau rồi thì các bạn sẽ đọc lần lượt cho cô nhá. Look at the dog, it's drinking with a straw, it's holding the straw with its two front paws. Look at the horse, it's holding a fork, it's eating corn with the farmer's fork. Okay. Rồi, bây giờ bạn nào đọc cho cô phần này nào? Sau khi mà mình nghe cô và nghe con người ta cô, đọc con cô. Ok, chữ Hương nào. Con đọc cô, chữ con nào. Lúc tớ đưa tay trước hồ tớ gọi trước hồ. Để tớ nào. Look at the dog. It's drinking with a store. It's how được. Bạn đọc cho cô nghe lần lượt nào, yên tâm. Cô bạn đọc thôi. Look. Cái đúa này. Cô này. Cô ơi cô. Cái dòng của cái số 4 này cô. Cái chữ sau chữ quit. Là chữ is. Người ta quên dấu kẻ. À, dấu phẩy á? Không, cái này không phải là it is. Nếu mà thêm dấu phẩy ấy, thì nó có thể là it is hoặc là it has. Nhưng mà it ở đây là tính từ sở hữu, các bạn nhớ không? Ví dụ như là... Con quên mất. Ok, rồi Diệu Hương đọc cho cô nhé. Hải Nam đợi lượt 2 nhé. Cô cho con đọc bài. Look at the dog. It's holding the straw with its two front paws. Look
as the horse is holding a fork, is eating corn with the farmer fork. Okay, từ này là holding, không phải how nhé. Holding. Đúng rồi, từ này đâu ạ? Holding. Holding. Okay, rồi, tiếp theo nào. Look at the dog. Is drinking with a straw. Is holding the straw with is to go get here. Front. Front birds. Boss, look at the horse. Is holding a fork. Fork is eating coal with the farmer. Fork. Okay. Wait. Farmers. Farmers. Con đọc lại. Okay. Con biết cô gạch kia là cái gì rồi? Là con quên chữ S. Okay, đúng rồi. Con cứ nhìn thấy cô có dấu đỏ đấy là mình cần đọc lại từ đấy cho cô nhé. Rồi bây giờ holding. Dịch nhá, bây giờ mình dịch nhá. Con dịch khổ 1. Rồi uống dịch khổ 2. Okay. Hãy nhìn con chó, nó đang uống với đống hút. Nó holding là gì cô? Là nó đang giữ. Nó đang giữ cái gì kia rồi? Store giống như ở trên đây mà. Ông nó đang giữ cái đống hút với nó có hai bàn tay. Đây nhá, để cô dịch lại đoạn này của Hải Nam này. Look at the dog, nhìn vào con chó này. It's drinking with a straw. Nó đang uống bằng một cái ống hút, với một cái ống hút đúng không? Và nó đang giữ cái ống hút đó with its two front paws, tức là với hai cái chi trước của nó. Ở trong động vật ấy thì người ta nói là chân hoặc là chi đều là giống nhau, với cái hai cái bàn chân trước của nó đúng không? Mình nhìn vào con chó này, nó đang giữ cái ống hút bằng hai cái bàn chân trước của nó này. Hai chân trước của nó. Ok, front. Từ con này đọc là front. Con gì? Hay ơi, cô, trên đời cũng có chó có thể cầm được đống hút là cô? Nó vẫn cầm được mà, mấy con chó mà làm xiếc ấy, nó vẫn cầm được mà. Thế con chó làm gì? Bố hỏi xem nào, tự nhiên đang học câu hỏi về xiếc còn gì? Ok, dịch tiếp cho cô nào. Con học bài. Hãy nhìn con ngựa, nó đang giữ một chiếc dĩa, nó đang ăn bắp ngô bằng chiếc dĩa của người nông dân. Đúng rồi, chính xác rồi đấy. Hương dịch rất là tốt. Cái này này, cái từ front, các bạn có biết từ front này là gì không? Chân trước. Yeah, cô vừa dịch là cái chân trước gì của nó đúng không? Front là phía cái gì đó, cái front có nghĩa là phía trước. Ở phía trước là cái gì yeah. Đó trước của. Ok, thế thì phía sau là gì nhỉ? Phía sau là còn không biết. Phía sau là behind. Hình như cái này cô mẹ cho con viết từ mới thôi thì phải. À đúng rồi, mẹ cho con viết từ mới rồi. Cuối buổi cô gửi lên nhóm cho con. Rồi ok, cô sẽ ghi vào đây đúng luôn nhé. Đúng rồi, cô lên mạng tra là được. Cô bây giờ cô chỉ cần gửi. À cô ơi. Và behind. Rồi.
Đây là trước và sau. Con không cần học nữa rồi, lúc con thuộc rồi, lúc con mẹ bỏ con biết từ mới con thuộc rồi. Ok, đi tốt. Ôi cô, hay là ngày mai học thật, ngày mai lại học tiếp đi cô. Ngày mai con không muốn nghỉ đâu. Không, ngày mai là thứ hai, cô đi học. Trời ơi, tớ không thích học, tớ không thích nghỉ. Tớ không thích nghỉ tiếng Anh. Wow. Nhưng mà ngày mai cô đi học ở Cầu Giấy, ở trường đại học Anh. Tối cô đã về rồi, bây giờ tối cô đã về rồi. Con được nhìn thấy trường của cô rồi. Ok. You tại want to con đã nhìn rồi. Lúc đó là con cô nói trường của cô đi nhiều lần rồi. Trường đại học Anh ngữ. À, ngoại ngữ. Trường ngoại ngữ tiếng Anh. Ừ. Hoặc là gọi từ đấy là mạng, con tra lớp của cô đấy, con tra cái trường đấy cô, trường trên Cầu Giấy, con đẩy đến trường. Ừ, rồi ok, bây giờ mình làm bài tập nốt này. Con ở trên cây Cầu Giấy, con nhìn qua cửa sổ bằng ô tô, nhà con đi taxi thì ra con nhìn, con thấy cái trường của cô rồi, trường. Mẹ con bảo là nếu con thi đỗ là mẹ cho học ở trường đấy luôn. Yeah, ok, thì cố lên nhá. Vâng. Rồi. Thế bây giờ là tìm cho cô cái từ, khoanh tròn cho cô từ có chứa dạ, âm U, cô giữ luôn đi cô, con làm xong rồi. Ok. Ôi cô chưa luôn đi, con cũng biết rồi. Ok, vậy thì là biết. Bây giờ bạn nào tìm cho cô từ A và W và một bạn tìm cho cô O và R nhé. Vâng ạ. Ok. Nào, bạn nào cô, tìm cô lấy là cô, A và W là tức là đây này, đọc bài ca là từ pause. Ok, Diệu Hương làm A và W, còn Hải Nam tìm cho cô từ có âm O và âm R nhé. Ok, nhưng con vẫn không hiểu. Đây này, mình nhìn vào đây là mình thấy gợi ý rồi này. Các từ mình vừa học này, O và R, horse, fork, corn. Thì tìm cho cô các từ đấy ở trong bài này. Còn Diệu Hương sẽ đi tìm straw, paw và yawn. Vâng, con thấy rồi. Thế. Nào, Diệu Hương làm phần A và W nào. Dạ, cô cho tìm trước đi. Và từ store. Ok, store and pour. Con từ cô cần cái phần của con là horse. Horse. Đừng đọc là hot nhé. Horse. Horse. Fork. Okay. Fork. And. Corn. Corn. And. Fork. Yeah. And fork. Store. Ở trên này còn gì nữa ta? Store, paw và yawn đúng không? Ở đây lại không có từ yawn. Rồi ok. Tiếp theo nào. Bài số 4. Circle the odd the one out. Outside. Tức là khoanh tròn cái mà khác âm ấy. Đấy, ví dụ fork, sport đều là âm R. Cái này quá dễ luôn nè. Con vèo, con nhìn một phát đã xong rồi. Ok. Bây giờ các bạn đọc đồng thanh đáp án cho cô. Ví dụ cô bảo câu 2 thì các bạn sẽ đọc đồng thanh cái từ đấy lên cho cô khoanh vào nhé. Number 2. Number 2 là chopped. Yeah. Dự Hương đọc đi cho cô, đọc cùng với bạn Hải Nam nhé. Short. Ok. Number 3. Cô kể thứ nhất là cái gì? Cô đọc lên. Cái thứ nhất là yawn, là ngáp. John. Yeah, yawn. Okay. Tiếp nào. Number 4. Fork. Fork. Yeah, fork. Very good. Rồi, fork nha. Tiếp tục nào. Cái này cô ơi. Cô trả lời miệng. Bây giờ Dũ ơi, cậu đồng ý không? Ơi Dũ không? Bây giờ tớ đọc 2, 3, cậu đọc 4, 5 nha. Ok. Bây giờ viết lên chat. Viết lên chat. Rồi ok, viết lên chat nha. Viết lên chat cho cô 2, 3, 4, 5. Thôi các bạn viết hết 2, 3, 4, 5. Cậu sẽ là 4, 5 nha. Cậu sẽ là 4, 5. Ok. Ok. Bách. Ây da. Nhầm rồi.
Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, bay đi thò. Từ okay. Tiếp theo là cái Dưỡng gì? Hương đã viết là pour và yawn. Đúng rồi nhá. Con để con Nam viết cái của con chưa sao. Để Nam viết đi. Ây da, quên cái từ này rồi. Viết nhầm từ rồi. Ây da. Cô đang nhầm mấy cái nút lại. Cô cứ ấn người ta cái nút gì thôi. Ô, con gửi cô. Ơ, ôi sao con gửi thẳng hàng nhau và lố kiểu gì đây? Con gửi thẳng hàng mà nó ngang này. Ok, từ đấy là fork và purse. Ok, đúng rồi nha. Hai bạn đều làm đúng rồi, ok. Bây giờ mình sẽ học qua một số từ nhé. Cô ơi, cô cho con đọc chữ đi. Làm bài tập luôn đi. Angry, angry, scar. Cô làm giờ làm bài tập luôn đi. Làm bài tập listen for phonics or. Với cả O đi cô. Không, dù không, thôi, mệt rồi. Giao cái đấy về nhà. Listen nào nhỉ? Đây trong sách bài tập cô. Đây listen nào. Tớ cắn đầu đây. Không, cái đấy mình sẽ về nhà làm và lần sau cô chữa nha. Bài tập về nhà của mình á. Thì hôm nay mình học bài 4 đúng không? Thì mình sẽ phải làm bài 4. Và chắc là cô sẽ phải cho các bạn nói thôi. Các bạn phải tập nói về một chủ đề gì đấy. Đi class đi cô. Cô ơi, cho đọc trước. Còn tôi coi là angry. Scared. Easy class đi cô. Sorry. Funny. Kite. Ok. Con cứ cô, con cũng sẽ đọc. Angry. Scared. Free. Sorry. Funny. Kite. Con dịch tương cô ạ. Ôi, cô. Tức bọn giận. Bắt đầu đọc giống nhau nhưng mà cái giận, chữ. Cái ai. Miễn phí. Xin lỗi. Hài hước. Hiền. Cô ơi. Hiền lành. Rồi. Bây giờ nhá. Cô nghĩ là có một số từ mình hơi nhầm một chút xíu trong cách đọc và cách dịch luôn ấy. Bây giờ mình thử nghe cho cô mấy từ này nhá. Từ này các bạn đọc là angry đúng không? Angry. Angry. Có cái từ đấy angry. Angry. Rồi angry. 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 Listen and point. Angry. Angry. Scared. Scared. Free. Giữ hướng sai. Free. Sorry. Sorry. Funny. Funny. Kind. Kind. Trong cô cái kind này khuyên. Cô cái kind này trong từ be kind đúng không? Sorry. Ừ. Bây giờ nhá. Mình vừa nghe rồi đúng không? Từ này là angry. Angry. Scared. Lại đi. Scared. Angry, scared, free, sorry, funny, tight. Ok, từ angry là tức giận đúng không? Vâng, là tức giận. Scared là sợ hãi. Free là gì nhỉ? Free là gì nhỉ? Con có biết. Miễn phí ạ. Từ này có nhiều nghĩa lắm. Không hẳn là miễn phí đâu. Mà mình thấy tự nhiên con khỉ bước ra khỏi lồng mà mình lại bảo nó là miễn phí là... à? Miễn phí được người ta đưa chìa khóa cho, không cần phải trả tiền. Thế là nó mở ra, nó thoát ra khỏi lòng cô. Wow. Là giải thoát đúng. You are so imaginative. Tức là cái này khai đáp là giải thoát đúng không? Thì từ cái này có nghĩa là tự do. Cái từ free này cũng có nghĩa là tự do. Ví dụ con khỉ này được thả free nhưng mà đúng không? Con tưởng, con nghĩ là cái gì vậy? Cái gì nhỉ?
Con này thoát ra là gì? Thoát hiểm. Con nghĩa là thoát hiểm. Rồi, free trong trường hợp này, trong cái ngữ cảnh mà mình nhìn thấy đây, tức là nó được thả tự do đúng không? Tự do. Còn trong một số trường hợp như bạn Diệu Hương vừa nói là miễn phí đúng không? Hoặc là mình có free time. Free time, có bạn nào nghe cụm từ free time chưa? Miễn phí thời gian. No, it's not like miễn, nó không phải là miễn phí. Thời gian miễn phí. Không. Cái này sẽ bằng một mình cho bạn Diệu Hương đi cô, mẹ con viết cả đống từ mới đều vì cái từ này thôi. Thời gian rảnh rỗi nha. Còn free ngay, còn có nghĩa là rảnh rỗi này. Đấy, chứ không hẳn là miễn phí thời gian gì đâu nha. Free này là trong từ free time. Yeah. Free times là giải thoát. Miễn không giải phí. Không. Cái free trong free time ấy là thời gian rảnh rỗi. Là rảnh rỗi, còn free ở đây có nghĩa là kiểu mình được tự do. Cô đang dịch đi. Sorry okay. Là xin lỗi. Funny là hài hước. Kind là tốt bụng. Okay. Ờ, trong trường hợp từ sorry ở đây ấy, bao nhiêu bạn à, các bạn có nghĩ rằng là nó đều có nghĩa là xin lỗi không? Con có. Con không. Thế con nghĩ là gì? Con nghĩ là con vừa nhớ xong từ và con nghĩ con chỉ biết cái từ biết khai thôi. Làm sao? Ờ, cái ý của Diệu Hương ấy nó cũng gần là đúng rồi. Tức là sorry thì mọi người nghĩ rằng là xin lỗi đúng không? Nhưng mà sorry mình nói bình thường như I'm so sorry. Tôi xin lỗi nhá. Tôi xin lỗi rất nhiều. I'm so sorry. Nhưng mà thực sự trong cái câu này này, từ sorry ấy, mình cũng có nghĩa khác. Sorry có nghĩa là mình cảm thấy rất là có lỗi. Mình cảm thấy là mình đang làm sai rồi. Mình kiểu mình rất là tiếc về điều đó. Mình cảm thấy mình rất là có lỗi. Mình rất là kiểu buồn vì mình đã làm sai điều đó. Vậy I feel sorry about that. Ví dụ, ôi mình rất là tiếc về điều đó. Ví dụ như là mình nghe đến một cái điều gì, ví dụ bạn mình mất con chó đúng không? Oh, I feel sorry about that. Ôi mình rất là thấy tiếc, mình rất là lấy làm tiếc cho điều đó. Sorry ở đây giống như là bạn này đang broken his face, his father's vase. Tức là cô gái này đang làm vỡ cái lọ hoa của bố đúng không? Thế thì bạn ấy sẽ cảm thấy có lỗi vì bạn ấy đã làm vỡ lọ hoa. Vậy ở đây sorry tức là cảm thấy có lỗi, cảm xúc mà đúng không? Chúng ta cảm thấy tự do này, chúng ta cảm thấy sợ hãi này, chúng ta cảm thấy tức giận này, chúng ta cảm thấy có lỗi này. Và chúng ta cảm thấy là rất là hài hước này. Và chúng ta tốt bụng, kind. Kind ở đây có thể là hiền lành hoặc là có thể là tốt bụng. Kind. Mình khen tờ giống nhau đều đúng hết nhưng mà nghĩa của hai người đều khác nhau. Tớ tốt bụng là gì nhỉ? Ok thì cô nghĩ là thời gian hôm nay sẽ đủ cho mình để dịch cái bài này đâu. Thế nên bây là cô đọc tiếng Anh còn chả đủ ấy cô ạ, nói giờ dịch. Ừ, đọc và dịch bài này có nghĩa là sẽ không đủ đâu. Thế nên là cô sẽ giao trước công việc của chúng ta này. À, hôm nay mình học xong bài lesson 4 và mình có chơi trò chơi. Xong ngày mai ngày kia thì cô lại vào tiếp nhá. Cô còn học tiếp nhá. À, cô chỉ dạy các bạn vào thứ bảy và chủ nhật thôi. Kể đi, cô dạy thứ hai, thứ ba đi. Thế ngày mai cô nghỉ học ở cô. Cái trường đấy nhá, trường mới mất hết đi nhá, là cô không ra nước ngoài được đâu. Rồi, ok, cảm ơn bạn Hương đã hiểu cho cô. Thực ra thì cô chỉ rảnh vào cuối tuần thôi. Và cô rảnh vào cuối tuần và cô cũng có một số cái. Con học được, con còn học thêm toán. Đúng rồi, các bạn cũng cần phải học các môn khác đúng không? Và các bạn không phải mỗi môn tiếng Anh là cần học đâu.
Yes. Lúc nào mẹ tớ cũng chẳng dậy. Ok. Nếu mà tối mai cũng không dậy thì các bạn phải làm gì các bạn biết không? Các bạn phải làm bài tập về nhà này, phải chuẩn bị học thuộc các từ mới này, và các bạn cũng phải luyện nói cho cô này, đúng không? Ngày mai con sau mình lại gặp lại nhau. Ngày mai con bắt buộc là phải vào đợi cô vào dậy. Nhưng mà cô không vào được đâu. Ngày mai chắc là cái này là sẽ cô sẽ không dạy vào ngày mai các bạn. Cô sẽ... thứ bảy tuần sau lâu lắm cô ạ. Lâu lắm. Thứ bảy với chủ nhật tuần sau cô mới dạy được các bạn đấy. Buồn nhỉ? Thế thì ôi, cô mình hay cố gắng làm bài tập về nhà nhé. Hay cô bảo thầy ra học cho cô dạy luôn thứ hai, thứ ba đi. Hiện tại cô đang ở đâu? Cô đang ở chỗ nào đây? Hà Nội. Cô tớ cũng ở Hà Nội này. Thì em chẳng ở Hà Nội. Cô hỏi câu đấy thì ai biết hỏi? Anh tớ ở Ứng Hòa này. Có phải ai cũng ở Hà Nội đâu. Có đây. Có nhiều tỉnh đúng không? Rồi bây giờ cô nhắc bài tập về nhà này. Các bạn ơi, cô nhắc bài tập về nhà nhé. Cô nhắc bài tập về nhà này. Bài tập về nhà của mình ấy là các bạn sẽ học các từ mới này cho cô. Tại vì nếu mà tuần sau cô gặp lại, cô lại thiết kế game chơi trò chơi về từ mới đấy. Bạn nào học rồi á thì cô đảm bảo là sẽ làm hết đúng luôn, không phải chơi lại lần hai luôn. Còn bạn nào chưa học ấy chắc chắn sẽ viết sai và chắc chắn sẽ không được hạng một nữa đâu. Rồi thế nên là phải học cho cô từ mới này, các từ có âm O và R và từ âm A và âm W này nhá. Và tiếp theo là cái từ mà mình vừa học với các từ về cảm xúc này. Angry, scared, free, sorry, funny, kind. Và nhớ là... thiết kế cái đấy cô. Ừ, cô sẽ thiết kế về cái đấy. Nhưng mà nhớ rằng là... cái funny này nữa. Thiết kế mà cái mà có mấy hình tròn vuông tam giác xong rồi. Tôi có nhìn lên máy cô xong. Thì con chọn đấy cô. À, Kahoot đúng không? Thôi Kahoot thì chắc ngày mai cô không có phần trăm đâu, cô không được đâu. Mai cô không có dạy. Nếu mà các bạn muốn chơi Kahoot ấy thì để tuần sau cô thiết kế. Cô bảo là cô chuẩn bị game Kahoot. Nhà mày chứ con là con vô trong tụi con chơi. Hay cho con là con tải một cái Kahoot vào điện thoại rồi. Ok, thế thì phải chuẩn bị điện thoại riêng cho cô nhá. Cô ơi, con đừng chơi Kahoot, không chơi nổi đâu. Sao không chơi được? Con mà chơi chắc hết pin luôn rồi. Đợi lâu lắm. Nếu mà muốn chơi Kahoot thì nhớ sạc pin đầy đủ cho cô nhé. Xong rồi thì mình chơi nhé. Cô đừng chơi Kahoot. Cô là chơi Kahoot là cô không chơi đâu. Cô chơi Kahoot không chơi đâu. Thế à? Thế không chơi được bằng Kahoot à? Thế mình phải thống nhất chung một trò chơi để mình chơi cùng nhau chứ. Con không chơi Kahoot đâu. Thế con muốn chơi trên nền tảng nào? Ok. Quizy nhé. Vâng. Ok. Thế Quizy nhé. Thống nhất là Quizy nhé. Không chơi Kahoot đâu. Kahoot lại. Mà cô ơi, đến giờ đến giờ tan học. Ok. I'm 19. I'm 19 years old. Cô 19 tuổi. Yeah, I'm 19 years old. Nghĩa là tôi 19 tuổi. Yeah. How are you? I'm 8 years old. I'm eight years old. Okay, you are the same age. Ôi, cô hay là tiếng Anh cô học được gì thì cô lại thì thứ bảy rồi sau cô lại dạy con tiếp nhá, dạy con cái okay. Cô học ấy. Yeah. Các bạn muốn học cái của cô học á? Very difficult. Okay. Bài tập thì lúc con lên lớp 12 con đã thấy choáng váng rồi. Nói gì năm nhất, năm hai. À nhắc bài tập, cô nhắc bài tập đã. À, viết cho cô, tập viết cho cô mấy từ này này, học thuộc cho cô mấy từ này và đọc bài quay thì sẽ đọc cho cô bài này nhá. Đây. Và làm cho cô trong sách bài tập. Làm cho cô trong sách bài tập lesson 4. Cô còn nhớ cái gì nữa cô? Ôi, cô mở qua cái quyển kia đi cô. Goodbye, teacher. Chú ơi, ở lại tớ bảo cái này. Cô mở lên trên đi. Đây. Có hai bài đọc. Cô cứ mở đây nữa. Đúng rồi. Đây nhá.
Mình sẽ đọc cho cô bài hát này này. Are the monkeys, bạn nào thích hát thì hát nhá. Are the monkeys clapping? Và ở dưới này nữa nhá, đọc đọc cho cô hai bài này nhá và quay cho cô nhá. Nhớ ôi, là dịch luôn. Cô ơi, làm riêng hay là làm chung? Làm chung cũng được mà làm riêng cũng được, nhưng mà cô nghĩ là nên làm riêng. Goodbye teacher, see you again. Okay, goodbye everyone. See you next week. Goodbye.